Okay. Tonight, 80 of the world's most beautiful women are ready to compete for the chance of a lifetime. Live from the Diamond Bay Resort and Spa in the Trump and Crown Convention Center. Welcome to the 2008 Miss Universe Presentation Show!
Emperor and of the great book is a book of Bible boy. When you have the picture of that, put down my face with your hand. Put your feet on the children of God, and then I can find a book. Và kính thưa quý vị, chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đang rất háo hức để chờ đón và gặp gỡ các thí sinh. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi đến trình diễn chung kết hoa hoàng vũ ngày 8 công ty trang phục áo tắm. Internet.
Thưa quý vị, những người đẹp chúng ta thường hiện sở thích và thói quen rất đặc biệt và đôi khi thậm chí có lẽ trái ngược nhau. Hoa hậu Bahamas của chúng ta cũng thế. Con có đam mê lạ lùng đối với lĩnh vực lịch sử và lòng thích mạo hiểm, lặn bằng bình luyện khí để ngắm và chơi đùa cùng với cá mập. Appreciation for different cultures. Perhaps it's because the 21-year-old has lived all over the world, including Africa and the Czech Republic. Wow, Mỹ rất trân trọng và yêu thích nét đặc trưng của những người văn hóa khác biệt nhau. Có lẽ chính vì cô gái 21 tuổi này của chúng ta sống tại rất nhiều nơi trên thế giới, cô đó có thể dạy giúp trong khi và một hoa khác. Tình yêu này chúng tôi vừa được chứng minh với cô gái 19 tuổi sinh nhật của chúng ta bằng việc hoàn tất 1 năm phục vụ trong quân đội tại nước nhà. Albania, Angola, Antigua and Barbuda.
Bahamas, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, and Costa Rica. El Salvador.
singer. The 22-year-old claims she once spoke on Brightful with her voice while nominating her sister. Thưa quý vị, từ khi các người đến, chúng ta sẽ hát cái thay hoặc nhạc cổ trong hai cái thay. Đôi khi chính những một người đơn nhỏ với chính là những cái chiếc cá nhân của cô gái 22 tuổi từ El Salvador này. Vì cô tự nhiên mình không hẳn là một giọng ca kiệt xuất. Cô ấy nghĩ rằng đã từng lần mở một bóng đèn bằng những nốt cao của người khác của mình khi cô hát nuôi gái mình ngủ. Estonia 22-year-old Estonia lost all kind of food, but enjoyed nothing more than a long meal today. Và một số thứ thú vị nữa của một người đàn khác chúng ta. Có một Estonia năm nay 22 tuổi, tôi chắc chắn có một người của tất cả các công an. Nhưng đặc biệt hơn cả là sự thu hút lạ kỳ của một miếng miếng sáng kiến vừa, đặc biệt là phải còn màu đỏ rất tự nhiên. Finland. Khả năng tự vệ độc lập của hoa hậu Hoàng Lan 22 tuổi đã được chứng minh rất hùng hồn cùng với các thành viên nhỏ trong gia đình của cô. Lúc nhỏ cô hay được các anh trai của mình gặp kẹo và đến một ngày kia thì các anh chàng này đã phản ứng chịu. Một trận mưa quả dứa hay là quả cơm cũng phản động của cô em gái nhỏ của mình. Để đạt được những ước mơ của mình.
Một chú thỏ, một chú trồn, một chú chó, một chú mèo.
hoa hậu ra sắp đang rất tự tin với khiếu thẩm mỹ của Neiman. Thí sinh 20 tuổi tại môn một ngày nào đó sẽ tự tay thiết kế những trang phục công an cho cả các khách hàng nam lẫn nữ. Korea. Korea loves to stay active. The 25-year-old mom is improving skiing, painting, taekwondo, and soap napping. Oh, I hope you could cuộc sống năng động. Cô thích cần biết và tập võ nên nô và thực hành vũ khí. Các bạn quý vị cũng đóng một rất ấn tượng với bạn chị Diệp. Đang 25 tuổi này, có công ty ra sự dân tộc của những anh phụ trên đây. Kosovo. Thưa quý vị, đến từ một đất nước vừa tuyên bố lên độc lập của mình, quốc hậu Kosovo mong muốn mang đến cho thế giới những hình ảnh và những cách tốt đẹp từ con người quê hương của mình. Thưa quý vị, trong khi những cô gái độ tuổi 20 thường bắt đầu mơ ước về một sự nghiệp kinh doanh riêng của mình, thì hoa hậu Malaysia của chúng ta lại đang điều hành rất thành công một công ty trực tuyến của riêng mình, kinh doanh quần áo luôn theo kịp xu hướng thời trang hiện đại. Netherlands. 52-year-old Netherlands has always wanted her mom to be independent. She was a mess of a baby, though.
have fun while doing the song. Puerto Rico,
người. Malaysia, Mauritius, Mexico, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, and Puerto Rico. I know a lot of you that look so excited. Don't be shy about it. Who the hell? My man, I'm so excited. Who the hell? 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 Transition from Russia is a working father. The 20-year-old has even traveled to Milan for a job as fashion leader. 그래서 이제 좀 내려가고 좀 어떻게 해? 고개 많이 고생 이런 좀 준비라. 참여하는 게 굉장히 잘 참여해 굉장히. Sri Lanka.
quán của hoa hậu Thụy Sĩ bởi cô lãnh chuyên đạt kia đôn 8 năm và đã thành học chuyên đạt guitar điện. Những khúc nhạc không thái cổ điển và những cú riff guitar điện đại đã hòa đủ mọi lúc những tổ hợp của cô gái 21 tuổi này. Tanzania. When she was young, Tanzania sent her mother to Papa the family college jump because he didn't want her working it. The 20-year-old figured out how to pick it back together without losing any tools. Wow! Oh, Tanzania 20 tuổi kể là khi cô còn bé thì anh trai cô đã tháo bung chiếc TV trong nhà vì không muốn cho cô xem TV. Tuy nhiên sau đó cô được tìm cách cắt ráp lại chiếc TV mà không cần dùng đến bất cứ một sự giúp đỡ đặc biệt nào. Thailand. 21-year-old Thailand and the other are two puppies. They are almost 5 months old, but they are happy or sad. Thank you. Là một gia đình có tiếng. Thái Hồng là một con hậu 24 tuổi người đã đang yêu quý độc quyền cùng với hai chú chó con của riêng mình. Chú mua bảo tôi tôi lúc tôi vui cũng như khi buồn. The fact that she is a successful woman and a
cùng hồ với những phim Angelina Jolie. Có thể nghe qua mình nghĩ đủ cũng có những viên ngày hôm nay. Mà cô cũng là một người rất thành công và là một bà mẹ tuyệt vời. Một người mẫu phụ nữ và hoa hậu Ukraine chúng ta luôn luôn quan tâm cùng tới. Uruguay. 19-year-old Uruguay likes to read a book and participate in all kinds of sports except football. Her favorite pastime, however, is playing Ludo. Oh, Uruguay 19 tuổi thích đọc sách và chơi tất cả các môn thể thao ngoài trừ môn đánh cầu. Đối với nhỏ cô người thích chơi trò chơi xếp số Sudoku. She said to panic. Hoa hậu 22 tuổi đến từ Venezuela thì chúng ta luôn mong ước là mình có thể chơi tốt môn nước sống. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ thôi mà cô cần phải vượt qua trước mắt, đó chính là cô luôn sợ hãi và mất kiểm soát khi ra đến đường nước sâu.
know. Yeah, what do you feel about our dancing? That was great. I know that you're also a very good dancer. Albania. Lots of color in their clothing. Hoa hậu Albania dành riêng một phong cách thời trang rất đặc biệt. Cô đồng minh với những nhà thiết kế sử dụng phối hợp nhiều màu sắc khác nhau trong các bộ trang phục của mình. Bahamas.
Obama. Công chúng đã biết tới một dòng nước hoa mang tên cô thí sinh hoa hậu hoàn vũ 2008 của chúng ta, Sasha Secret. Dòng nước hoa này đã được bán trên khắp đất nước của Bahama. Và đặc biệt là cho hai chú cừu đà và sinh vật gần giống như con kỳ đà của chúng ta.
hay chút người đàn chúng tôi đó có công an rất quái nổi và của tụi người đàn đó chính là cây hoa dâm mùi. Big fan of
Hoa hậu Cộng hòa Séc rất thích xem phim và những khi cô ấy thích nhất chính là Johnny Depp, những khi kiếm cho bộ phim nổi tiếng cướp biển cùng Cary Grant, như quý vị chúng ta biết. Cô cũng là một fan cùng của Sandra Bullock, thì cô diễn viên này trong phần trải nghiệm và dịch vụ trong các tập phim bất hậu của cô nàng thủ vai. Deadpool. Costa Rica,
lên. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng luôn chắc chắn là thành hiện thực. Leading world casting company. She hopes to one day have a talk show
đâu là quốc gia chúng tôi. Tôi muốn thêm đi vào những ngày nào đó tôi có thể có một chương trình của riêng mình. Honduras.
viên quốc gia và không phải mất hàng giờ đồng hồ mới tìm được lại những bạn của mình. Yeah.
nhỏ. Tuy nhiên, chính những người truy tìm bên trong khu giải trẻ này đã mang đến cho chúng ta một buổi sinh hoạt cách phần mềm tại một biết đón như thế này. Ironically, this very street when doesn't watch too many movies.
hồi hôm nay Lebron cũng trở thành một diễn viên điện ảnh. Thế nhưng fan hâm mộ cùng nhìn của diễn viên Will Smith này, diễn viên chính trong bộ phim Devil Mật Ác Quỷ Mật Đồ Prada, là rất có rất ít thời gian để xem phim. Ở tuổi 21, hoa hậu người Hà Lan của chúng ta đang điều hành thành công một cửa hàng thời trang cao cấp và đã chính thức mua được một ngôi nhà riêng cho riêng mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầu Paraguay thích đấu những món ăn của quê hương mình, và món bánh dân canh có thể được xem là một trong những món thường mà tôi rất muốn được một lần mời mọi người ở đây thưởng thức. Peru. They're each different, but each has a function and is no less important than the other. Mỗi một Peru so sánh năm thành viên trong gia đình nhỏ của mình như năm ngón tay trong một bàn tay. Khi mỗi ngón đều khác nhau, nhưng mỗi ngón có một chức năng và ngón nào cũng không kém phần quan trọng. Serbia.
best newcomer of a culture and religion. Oh, từ xếp là những tác chức cô sẽ công tác. Nhưng mà không thích bằng kia du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Vì cô cho rằng đó là cách tốt nhất để khám phá nét đa dạng và phong phú của những nền văn hóa và tôn giáo của các quốc gia khác nhau trên thế giới. Singapore. Right to belly dance. Not only is it a passing form of art, it serves as a great workout as well. Well, Singapore đặc biệt yêu thích môn múa bụng belly dancing. Đó chỉ là một bộ môn nghệ thuật hấp dẫn và thuận lợi, là một cách tập thể dục rất tốt cho cơ thể. Một khi cô đã muốn làm điều gì, chắc chắn cô sẽ làm cho bằng được điều đó. International
chỉ nhận là sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn đi làm việc cho chính phủ thụy sĩ hoặc làm việc cho Liên Hiệp Quốc. Tanzania. Tám năm trước, hoa hậu của Tanzania đã từng đóng chân lửa ở Ethiopia. Cô yêu mến đất nước này và trong những ngày gần đây, cô đã được gặp ban nhạc Black Eyed Peas trong một buổi hòa nhạc. Điều gì quan trọng cô đều hỏi ý kiến của anh trai mình. Trinidad and Tobago. Trong vòng 18 năm, bà luôn là đặt giải cao nhất trong cuộc thi của học viện Hoàng gia.